Buổi tối nay chúng ta nói về cái chủ đề là cái giá trị của sự tử tế. Giá trị của sự tử tế, mình rất thích cái từ tử tế này. Và cái chương trình livestream thì chúng ta mới bắt đầu thôi, nên chúng ta hãy kết nối nhau. Thế giới hôm nay có Facebook, thế giới hôm nay có YouTube, thế giới hôm nay có livestream, cho chúng ta livestream nó như là truyền hình trực tiếp vậy á. Chúng ta rất là nhẹ nhàng, chúng ta ngồi từ nhà, chúng ta livestream khắp mọi nơi. Đây là một điều mà nó rất là đặc biệt của thế giới hôm nay. Và để cái chương trình chúng ta livestream tốt thì các bạn như thế nào các bạn hãy inbox kết nối, chia sẻ cái livestream. Các bạn bên YouTube, nếu các bạn được thì các bạn copy cái livestream này, cái đường link livestream này các bạn chia sẻ lên Facebook để cho nhiều người được biết. Các bạn bên Facebook cũng vậy, các bạn chia sẻ livestream về nhà các bạn, tag những người thân vô để người thân họ có xem, bạn bè của mình á, họ ngồi ở nhà họ xem mà học hỏi được cái gì đó thì tuyệt vời. Để chúng ta cùng nhau kết nối. Và cái chương trình cũng mới bắt đầu rồi, nên chúng ta giới thiệu về nhau. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Còn các bạn tên gì, các bạn hãy giới thiệu vô. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn các bạn ở tỉnh nào, khu vực nào thì các bạn cũng giới thiệu. Các bạn đang làm lĩnh vực gì, nghề gì, công việc gì thì chúng ta cùng nhau giới thiệu để chúng ta cùng biết, để mọi người cùng xem livestream và cùng biết các bạn luôn, và các bạn cũng cùng biết đến mình luôn. Chào bạn Lê Duy Văn, chào bạn Duy Quý. Ok, bên kênh YouTube. Chào bạn Ma Túy. Cái nickname của bạn thú vị quá. Vậy thì hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó như thế nào, cái chủ đề này nó như thế nào. Thì thật sự nó là như vậy, thực sự nó là như vậy. Có nhiều bạn sau khi mà đọc cái quyển sách của mình thì đã inbox cho mình kể một câu chuyện rất là dài. Có những bạn thì gặp trực tiếp mình và kể, bạn Bình Khang ở Hải Phòng tuyệt vời, bạn Bình Khang. Có những bạn thì inbox cho mình kể 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 rất là dài. Chào bạn Ly. Họ họ kể rằng họ kể cái gì ạ? Họ kể cái sự thay đổi của họ. Họ thấy rằng là họ đọc cái quyển sách Vượt Biển Lớn của mình, họ như thế nào. Chào bạn Phúc. Các bạn nó nói rằng các bạn đọc cái quyển sách Vượt Biển Lớn của mình và các bạn thấy rằng các bạn cần phải nỗ lực hơn, cần phải cố gắng hơn, cần phải làm nhiều hơn nữa. Chào bạn Kiệt ở Tây Ninh ha. Họ nói rằng là họ đọc cái quyển sách xong cái họ muốn ra họ làm kinh doanh luôn, họ muốn bứt phá luôn, họ không muốn cái cuộc đời nó an toàn nó như vậy nữa. Cái điều rằng đó là cái điều tốt, tức là nếu cái quyển sách, nếu cái livestream này mà nó tạo ra được cái sự thay đổi thì cái điều đó là cái điều tuyệt vời. Hoặc là mới chiều thôi, có một bạn ở Hải Phòng nhắn tin cho mình và nói là bạn xem một cái đoạn YouTube của mình và bạn thấy bạn thay đổi nhiều quá. Một cái đoạn YouTube thôi mà bạn thấy bạn bạn có sự thay đổi. Vậy thì cái điều đó nó nói lên cái gì ạ? Cái điều đó nó nói nó là trong cuộc sống, trong cuộc đời, trong cái hành trình làm kinh doanh á, chúng ta hãy suy nghĩ một cái cách nào đó, một cái cách nào đó, một cái cách thức nào đó, để chúng ta đóng góp một cái gì đó cho xã hội, một người thân chung quanh thôi. Nghĩa là chúng ta đang gieo, chúng ta đang góp phần gieo một cái hạt rất là tốt, một cái hạt tốt, và cái hạt đó chắc chắn là nó sẽ nở mầm và nó sẽ lớn ra. Gần đây thì mình nghe một cái bạn, thứ gì cần học thêm nữa để khát khao là vào thợ, bạn Lê Nguyễn. Gần đây nữa mình nghe một cái câu chuyện của bạn, một bạn tên là Bình Yên. Thì 2014 á, mình với bạn có dịp đi qua Philippines, đi qua cái đảo Tắc Lô Băng á. Các bạn biết cái đảo Tắc Lô Băng không ạ? Lan rộng khắp toàn cầu thời gian. Ok, cảm ơn bạn Nam Phan. Bạn bạn chào bạn Thái. Bạn Thái ở Bình Phước rất là lâu rồi. Thì bạn, bây giờ chào bạn Phạm Huy ở Lâm Đồng. Thì bạn mới nói như thế nào ạ? Bạn nói là năm 2018
năm 2014 mình với bạn có dịp qua cái đảo Tắc Lô Bang. Cái đảo Tắc Lô Bang là đảo của Philippines nhé các bạn biết. Nó có cái cơn bão Hải Yến á, Hai Gen á, Hải Yến á. Nó đánh vào và cái cơn bão đó các bạn thấy nó rất là lớn. Người người ta đánh ba giá là một trong những cơn bão cực kỳ lớn, một trong những cơn bão lớn trên thế giới này. Lớn trong lịch sử luôn. Và nó làm khi mình tới cái số liệu thống kê ở những người nào đó nói là khoảng 5.000 người mất. Mình tới đó sau 6 tháng nó vẫn còn điều hưu, nó vẫn còn tan hoang. Người ta chỉ cho mình là sóng nó đánh tới ở cái khu vực nào, tới mức độ nào. Và mình tới đó mình cũng giúp. Tuy nhiên có những người nói rằng là ở Việt Nam chúng ta còn nhiều người nghèo lắm mà tại sao không qua bên đó giúp. Cái đó là góc nhìn của mỗi người. Mình thì mình có một góc nhìn khác. Những cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng là chúng ta cần phải tới, chúng ta cần phải chứng kiến. Các bạn thấy đất nước Mỹ nó vẫn còn những người nghèo nhưng mà nó vẫn phải đi giúp người khác. Cái đó là điều chắc chắn. Và cái việc gì xảy ra các bạn? Và bạn nói là gần đây tự nhiên, cái đó là cảm nghiệm của bạn bình yên thôi, bạn nói là gần đây tự nhiên là có những nhà đầu tư nước ngoài đến tìm bạn. Bạn nói bạn Kiệt đã biết bạn đi rồi đúng không? Bạn nói là có những người đầu tư nước ngoài đến tìm bạn và họ đầu tư cho bạn. Bạn cảm nghiệm rằng những cái lần mà bạn đi nước ngoài, bạn làm những việc đó thì bạn đã gieo hạt. Bạn đã gieo những cái hạt và những cái hạt đó nó lớn lên. Và nó như thế nào ạ? Nó giúp cho bạn có cái sự mà gần đây có những nhà đầu tư tới đầu tư cho bạn, nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư đó thì mình biết. Hoặc là cái chuyến đi Brunei vừa rồi, bạn nào mà có xem Facebook của mình đó, cách đây khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng trước thì mình đi Brunei. Thì trong chuyến đi Brunei á, mình gặp một cái anh chàng người Hà Lan. Và cái anh chàng đó rất là hay. Ảnh đi đâu trên thế giới này, ảnh tới du lịch đất nước nào là ảnh tạo ra cái phong trào vệ sinh môi trường, dọn sạch rác nơi đó, dọn sạch cái bãi biển nơi đó. Ảnh làm một cách rất là tự nguyện, ảnh làm một cách rất là không công, ảnh làm không vì tiền bạc. Ảnh cứ ảnh làm nó như vậy thôi. Chào bạn Võ Minh Hiếu. Ảnh cứ làm liên tục nó như vậy thôi. Thì khi mà ảnh làm cái điều đó như vậy thì nó rất là kỳ diệu. Cái cộng đồng nơi đó nó biết, cái khách sạn nơi đó nó biết, thì họ thưởng cho ảnh, họ trả ơn cho ảnh là bằng cách là gì cho ảnh ở khách sạn miễn phí. Và ảnh đến nhiều nước ảnh làm như vậy. Và ảnh làm những hành động đó, ảnh chia sẻ lên cái trang Facebook. Và ảnh có một cái trang Facebook về môi trường. Và hiện tại cái trang Facebook đó nó vô cùng nổi tiếng, nó kết nối hơn 100 quốc gia luôn. Và hiện tại ảnh được cái tập đoàn Heineken, những cái tập đoàn lớn ở trên thế giới nó tài trợ ảnh. Mỗi khi mà ảnh làm các chương trình sự kiện là họ tài trợ ảnh. Họ tài trợ ảnh về cái chương trình sự kiện làm sạch đẹp cái môi trường nó như vậy. Ở bên kênh Facebook, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn tát bạn bè, mời bạn bè vô chúng ta cùng nhau xem livestream cho nó đông nó vui. Không biết Facebook họ bóp cái gì mà bây giờ livestream ít quá. Mình nên mình tập trung bên cái kênh YouTube nhiều hơn. Được thì các bạn có thể qua bên kênh YouTube các bạn xem. Bên Facebook giờ nó ít lan tỏa quá. Các bạn hãy chia sẻ để nó lan tỏa nhiều hơn các bạn ơi. Vậy thì cái sự tử tế nó là gì ạ? Cái sự tử tế là chúng ta đang cố gắng. Mình không có thích dùng cái từ có tâm. Cái từ có tâm nó nặng lắm. Cái từ có tâm nó nặng lắm. Cái từ có đạo đức nó nặng lắm. Mình thích dùng cái sự tử tế. Tử tế dù sao nó không có ý nghĩa hơn. Các bạn dùng chưa? Vậy thì có người họ lại nói với mình rằng có người họ nói với mình rằng là mình đã từng chứng kiến bạn, mình đã từng cái chứng kiến những cái đám ma, những cái đám ma bạn rất là lớn, rất là nổi tiếng, đặc biệt những cái đám ma các quan chức rất là ồn ào. Nhưng mà phần lớn á người ta đến xem vì cái sự tò mò hơn. Nhưng mà mình chứng kiến có những đám ma mà một cái người dân rất là bình thường thôi, vẫn có rất là nhiều người tới, họ tới với cái lòng thành kính và hỏi họ vì sao như vậy. Họ tới họ nói rằng là bởi vì cái ông đó ông sống một cuộc đời nó rất là tử tế,
ông rất là tốt với con cháu, ông rất là yêu thương người này, ông rất là yêu thương người kia, ông rất là chăm sóc cho người nhỏ. Các bạn thấy cái sự tử tế nó không phải đến từ cái việc gì nó lớn lao, mà cái sự tử tế nó đến từ cái gì ạ? Từ những việc rất là nhẹ nhàng. Có thể là bạn dành cho ai đó một cái nụ cười rất là đàng hoàng. Có thể là bạn gặp một miếng rác, bạn gấp, bạn lấy cái miếng rác đó, bạn bỏ nó vào trong thùng rác. Có thể là bạn ý thức vệ sinh một cái gì đó, có thể là bạn có thể giúp đỡ cho ai một cái bánh gì đó. Có thể là bạn cố gắng chăm chút làm cho cái sản phẩm của mình nó tốt hơn. Có thể là bạn tôn trọng một người khác. Cái sự tử tế nó đến từ cái việc nó rất là đơn giản, nó như vậy, nó đến từ việc rất là nhẹ nhàng, nó như vậy. Tử tế ở đây không phải là chúng ta làm một cái việc gì đó nó đào búa lớn, nó ăn to lớn, nó không phải vậy đâu. Hoàn toàn không phải vậy. Không phải là chúng ta phải làm một cái gì đó rất là anh hùng, lúc đó nó mới gọi là sự tử tế. Các bạn vô ra điều này không ạ? Nghĩa là chúng ta biết trân trọng người khác, chúng ta biết quý trọng người khác, chúng ta biết làm những việc mà chúng ta cần phải làm. Điều đó nó cũng có nghĩa rằng là không phải ngay giờ phút này mình ngồi đây mình nói về cái chủ đề tử tế, nghĩa là mình đã là người tử tế rồi. Nó không có nghĩa nó là như vậy. Nghĩa là ý ở đây mà nói là chúng ta cố gắng hết sức có thể để mỗi ngày chúng ta tử tế hơn, mỗi ngày chúng ta tốt hơn. Đôi khi nhiều lúc chúng ta cũng quá phải, chúng ta cũng không tử tế. Tuy nhiên ở trong một cái chừng mực nào đó, trong một sự cố gắng nào đó, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta làm ăn, chúng ta làm việc cho bạn quá toàn. Chúng ta kết nối mọi thứ, chúng ta đàng hoàng hơn, chúng ta tử tế hơn. Chúng ta dùng cái sự trân trọng hơn cho những người xung quanh của chúng ta. Và các bạn cần phải vượt qua được những cái này nè. Cái tiếng nói của xã hội mà. Ok chưa? Cái tiếng nói của xã hội mà. Các bạn thấy không? Cái tiếng nói của xã hội mà. Nhiều lúc các bạn làm việc đó, cái người này dèm pha, người kia dèm pha. Ví dụ như là bạn đi dọn rác, có người này dèm pha, có người kia dèm pha. Bạn cố gắng làm tốt một điều gì đó thì người này dèm pha, người kia dèm pha. Cái điều đó nó như thế nào ạ? Ok chưa? Cái điều đó bạn vẫn giữ vững cái lập trường của mình. Ok chưa? Và đó là gì ạ? Nếu mà bạn quyết tâm bạn làm những điều tử tế đó mà bị ai đó dèm pha mà bạn không dám làm thì nó chứng tỏ gì ạ? Nó chứng tỏ bạn rất là yếu đuối. Bạn đang yếu đuối. Bạn quá yếu đuối. Còn nếu mà bạn vẫn cứ làm, bạn vẫn biết rằng cái điều đó tốt và chúng ta vẫn làm, thì bạn là người như thế nào? Rất là mạnh mẽ. Cái mạnh mẽ đó nó đến từ phía bên trong con người bạn á. Các bạn vừa hình dung ra điều này mà. Nó đến từ bên trong con người bạn. Nó đến từ cái nội lực của con người bạn á. Ok chưa? Nó là thay vì chúng ta than phiền người khác, thay vì chúng ta trách móc người khác, thì chúng ta hãy có cái sự can đảm để chúng ta tiến về phía trước, để chúng ta giúp đỡ ai đó, chúng ta cư xử ai đó, dù một ít nhỏ thôi, nó không có lớn, góp phần một điều gì đó làm cho nó tốt hơn. Và cái đó là cái tiêu chí mỗi ngày. Dù chúng ta là người làm kinh doanh, dù chúng ta là người làm công, dù chúng ta ở cái góc độ nào, thì chúng ta ráng cố gắng làm cái được điều đó. Ok à? Thì cái điều đó nó đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn. Bởi vì nếu mà mỗi ngày chúng ta định vị trong đầu chúng ta phải ráng cố gắng sống tử tế hơn, thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta phải nỗ lực hơn. Chào bạn Lan, sách của thầy hay nhưng in chữ nói chiếm đâu mất tiêu rồi. Các bạn dùng ra điều này chưa? Tức là chúng ta phải luôn luôn cam kết và đi theo nó, luôn luôn giữ nó, luôn luôn giữ cái cương. Bởi vì để thành công, chúng ta đòi hỏi phải có cái sự kỷ luật mà. Thành công chúng ta đòi hỏi phải gì? Phải kiên trì đi theo thông điệp của mình. Và thành công chúng ta đòi hỏi phải cố gắng mỗi ngày, dù có bị vấp ngã, té ngã rất là nhiều lần.
Và trong một chừng mực nào đó chúng ta vẫn phải luôn là tử tế. Dù trong cái nghịch cảnh, ok, chúng ta cũng phải làm tử tế. Và đó là người làm kinh doanh, và đó là người làm lãnh đạo. Cái người làm lãnh đạo là người luôn làm những điều đúng đắn và tử tế trong mọi hoàn cảnh. Thì như vậy chúng ta mới trở thành những con người xuất sắc được. À, nó là mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng, nó như vậy. Vừa rồi là mình đã live stream mà nói hết cái phần 1. Cái live stream chúng ta còn khoảng 30 phút nữa. Mình sẽ nói tiếp cái phần số 2. À, và trước khi nói tiếp với phần số 2, chào bạn Nguyễn Vinh, thì mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Hiện tại mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B-Training. Dành một phút quảng cáo một chút xíu nha các bạn. Cái chữ B-Training, vườn ươm doanh nhân, cái đó là cái khóa học đầu tiên của mình, là khóa làm chủ doanh nghiệp và cách khởi nghiệp từ 5 xu. Hàng tuần mình đào tạo. Và tuần này là có cái khóa 156, tức là mình đã chia sẻ tới khóa 156 rồi. Cái đây là website và cái địa chỉ btraining.org, là cái website, cái địa chỉ 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Và cái quyển sách của mình viết, cái quyển sách đầu tay của mình là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Cái quyển này mình rất là vui là rất là nhiều người đọc, và họ đọc xong cái là họ muốn họ ra họ làm kinh doanh luôn. Có những người rất là lớn tuổi đọc xong là bỏ ngay công việc làm con và họ lập tức họ ra họ làm kinh doanh luôn. Cái quyển sách này là một trong những sách truyền cảm hứng cực kỳ tốt. Cái quyển sách thứ hai của mình là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mỗi ngày một chút thôi. Mình chia sẻ bằng cái cách, cái bí quyết làm là trong kinh doanh và trong cuộc sống, tới 101 bài học. Mỗi trang sách ở trong này là đều là một bài học cho các bạn. Có những bạn đọc quyển sách này nói là đây là quyển sách gối đầu giường. Cái quyển thứ ba của mình là quyển bán hàng online ngay. Đây là cái quyển mà nói về cái cách để chúng ta thành công trên online. Và đây là cái quyển mà sắp ra thôi, chúng mình chưa ra cái bản. Mình đây là cái bản mà bên nhà in họ in ra để cho mình duyệt bản mẫu, sắp thì cũng sắp về rồi. Cái quyển thứ tư là cái quyển Beyond the Way, cái quyển bằng tiếng Anh. Cái quyển này chào bạn Quách Toàn, cảm ơn bạn Quách Toàn nhiều, chào bạn Nguyễn Luân. Cái quyển này là cái quyển bằng tiếng Anh, chúng ta bán ở cái thị trường Amazon và thị trường Mỹ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem. Mình có hai cái thông báo nữa. Cái thông báo thứ nhất là có rất là nhiều bạn quan tâm tới cái học làm chủ doanh nghiệp của mình mà các bạn ở xa quá, các bạn không về đây học được. Nó là mình có triển khai cái khóa học làm chủ, chính xác là nó bị ngược bạn, nó bị ngược bạn Long Võ biết vậy. Chúng ta không thể quay máy hình được tại vì mình đang ngồi ở trước mặt các bạn. Thì các bạn ở các vùng miền xa xôi, các bạn gần thì nên chạy về B-Training học, bởi vì học là các bạn được tương tác trực tiếp, các bạn hỏi trực tiếp. Thì mình mở cái khóa học mình qua live stream luôn. Dĩ nhiên nó nằm ở trong cái group bí mật. Thì các bạn ở các vùng xa xôi, các tỉnh xa xôi, các bạn không về B-Training Sài Gòn các bạn học được, thì các bạn inbox cho mình, các bạn nói là các bạn muốn học cái khóa học làm chủ doanh nghiệp online. Dĩ nhiên là phải đóng học phí, sẽ báo cái khoản học phí đến cho bạn. Bây giờ các bạn phải inbox và các bạn nói đủ 200 bạn thì mình sẽ live stream mà mình sẽ đào tạo hàng tuần vào buổi tối. Và bạn nào mà trước khi học khóa này thì các bạn nên đọc hai quyển sách của mình để các bạn nhanh hiểu hơn, nhanh tiếp thu hơn. Cái thông báo thứ hai của mình gửi đến các bạn là gần Tết rồi, còn có mấy tháng nữa Tết, và mình có một khóa học là cái cách kinh doanh Tết. Năm ngoái cũng vậy, năm ngoái mình chia sẻ trên Facebook, và mình có quay một khóa học bán online thì rất là nhiều người. Năm nay mình quyết định mình đào tạo cái lớp kinh doanh Tết qua live stream luôn, nhưng mà ở trong cái group dĩ nhiên là cũng đóng học phí. Thì bạn nào quan tâm hai cái lớp này thì bạn inbox nói là lớp 1 là lớp làm chủ doanh nghiệp online, và lớp 2 là cái lớp học kinh doanh Tết qua online luôn. Và các em nó sẽ rep đưa các bạn vào trong cái group đó, và đủ số lượng thì mình sẽ đào tạo mỗi buổi tối như vậy, nhưng mà dĩ nhiên đào tạo trong cái group dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình lại nói tiếp. Vậy thì ok chưa? Vậy thì cái thước đo của con người, các bạn hình dung ra điều này, cái thước đo của con người cũng chả phải là các bạn trình độ đâu, các bạn học giỏi cỡ nào đâu, không phải là bạn có bằng cấp đâu.
bạn không có tiền nhiều cỡ nào đâu. Cái đó là một cái, nó cũng là cái thước đo, mà cái thước đo hình thức thôi. Không, không phải bạn học nhiều nghĩa là bạn là người ok, không phải vậy đâu. À, không phải bạn có bằng cấp trình độ giỏi bạn là người ok, đâu phải đâu. Không phải bạn tiền nhiều là bạn là người ok đâu. Thước đo của con người, ok chưa? Mà ở trong thời điểm thuận lợi mà bạn là người tốt thì tuyệt vời, dễ dàng, ai làm không được. Khi chúng ta đang là người có tiền nhiều thì chúng ta trở thành người tốt, tuyệt vời. Khi chúng ta là người có bằng cấp thì chúng ta nói rằng chúng ta là người có trình độ thì ai mà làm không được. À, ok chưa? Vậy thì thước đo của con người, cái tài năng của con người nó được thể hiện ngay thời điểm bạn gặp những cái thử thách. Mà mình là trong các cái chương trình của mình hay nói cái từ là thất bại thanh lịch. Trong thất bại bạn vẫn có thanh lịch. À, nếu mà bạn thất bại mà bạn tan hoang, bạn thất bại là bạn đau khổ thì cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bạn thất bại bạn vẫn giữ được mình, bạn vẫn có thanh lịch và bạn sẵn sàng cho cuộc chơi tiếp, bạn mới là người rất là tuyệt vời. Ý ở đây mình muốn nói các bạn cái câu đó. À, ok chưa? Con người của chúng ta, các bạn có đồng ý với mình rằng bạn bim bon, ok chưa? À, cái khóa học kinh doanh Tết, ok chưa? Cái khóa học kinh doanh Tết online, các bạn nào inbox đây quan tâm thì học đủ 200 bạn thì mình sẽ báo. À, chúng ta sẽ học trước. Trước 3 tháng chúng ta triển khai thì cái Tết này các bạn cũng kiếm được vài chục triệu là chuyện bình thường. À, ok chưa? Vậy thì tiếp tục nói như thế nào? Nghĩa là trong cái điều kiện dễ dàng, trong điều kiện có tiền, trong điều kiện tốt đẹp mà chúng ta trở thành người tử tế, chúng ta sống đàng hoàng thì lúc đó ai làm không được. Ý ở đây mình muốn nói là trong cái nghịch cảnh, trong thời kỳ rất là khó khăn, thậm chí khi bạn vẫn thất bại mà bạn vẫn luôn thanh lịch, bạn vẫn luôn gì bạn vẫn luôn tử tế, bạn sẵn sàng đối diện, bạn vẫn cứ luôn sẵn sàng lịch thiệp. Điều đó nó thể hiện bạn là con người vượt trội. Điều đó nó thể hiện bạn sẵn sàng vượt qua mọi nghịch cảnh. Điều đó nó nói là bạn hoàn toàn không quỳ ngã. Những cái nghịch cảnh đó nó làm cho bạn lớn. Những nghịch cảnh đó nó làm cho bạn phát triển. Chào thầy, sao nay Facebook không báo? Chắc Facebook bị lỗi quá. Bạn thấy gì đó, Facebook nó không có báo, hình như là nó hết báo rồi. Nó là em bấm vào cái nút em theo dõi luôn, cho Facebook nó không có báo. Gần đây nó cái độ nó giảm, nó giảm dữ quá. Khi mà gặp những khó khăn mà bạn té ngã liền thì nói gì, nhưng mà khi gặp khó khăn mà bạn biết tìm về con người mình, bạn biết đi sâu vào bên trong mình, bạn biết khai thác cái nội lực của mình để bạn mạnh mẽ hơn, để bạn sâu thẳm hơn, điều đó nó thể hiện những cái tố chất rất là tốt đẹp, rất là sâu thẳm ngay trong chính cái con người của bạn. Điều đó nó rất là ý nghĩa các bạn. Ok chưa? Nó vô cùng ý nghĩa và mình đã từng chứng kiến rồi. Mình đã từng chứng kiến. Hồi kia cái lúc mà mình còn trẻ, mình đi xe buýt từ đây về Biên Hòa, thì cái chiếc xe buýt các bạn biết không, nó bị hư, nó dừng lại nửa đường. Thì có người thì bực bội la lối lên. Thầy Bật Mí về có học kinh doanh Tết được không thầy? Ok, em viết thì em học chứ Bật Mí gì đâu em. Cái khóa học nó có mấy trăm ngàn mà Bật Mí gì đâu. Em muốn thì em học thôi. Học mà đòi phải Bật Mí. Ok chưa? Bạn quyết thì bạn học để bạn biết cái cách kinh doanh Tết vậy thôi. Các bạn nhớ không? Có nhiều người thì bực mình, có nhiều người chửi vả. Ok chưa? Có nhiều người như thế nào Có nhiều người thì đi tới đi lui, có nhiều người thì như thế nào phản đối. Có nhiều người thở dài. Nhưng mình cũng chứng kiến có những người trong cái tình huống đó thì họ rất là nhẹ nhàng. Họ cùng với ông tài xế xe đó để giúp cùng với ông tài xế xe đó
để hỏi có cần giúp cái gì không, để giúp sửa cái xe để cho nó nhanh hơn, hỏi cần có phụ gì không. À, các bạn thấy chưa? Vậy thì cái bài toán nó nằm chỗ nào nhỉ? Cái bài toán nằm chỗ nào? Tức là trong một tình huống có người họ xử sự bằng cách rất là nóng giận, bằng cách rất là dữ dội, nhưng có những người họ phải họ luôn bình tĩnh, họ luôn lịch thiệp, ok chưa? Họ luôn khôn ngoan và họ luôn giữ một cái khả năng điềm tĩnh đến nỗi mà gọi là vô cùng vượt trội. Vô cùng vượt trội. Ok, bạn Đậu Phạm sẽ add em vào cái lớp đó. Và các bạn nào mà đóng học phí thì chúng ta bắt đầu học. Vậy thôi chứ không phải hết. Đơn giản nó như vậy thôi. Vậy thì ý ở đây là muốn nói với các bạn gì ạ? Nó là chúng ta trong một hoàn cảnh chúng ta phải luôn giữ bình tĩnh. Chúng ta luôn giữ cái sự điềm đạm, chúng ta luôn giữ cái sự quan sát nó rất là sâu sắc. Muốn gửi đến các bạn nó là như vậy. Tối hôm qua cũng vậy, mình rất là vui. Các bạn nào mà vào Facebook của mình, bây giờ các bạn vào Facebook của mình, các bạn đọc cái comment, cái tích của mình sáng nay á, mình thấy các bạn chia sẻ rất là vui. Tối qua các bạn thấy đúng rồi Lộc ơi, bình tâm xử lý mọi việc. Tối hôm qua các bạn ở Sài Gòn á, mưa gió mưa bão kinh khủng, mưa bão lớn lắm, rất là lớn. Nước gặp lai láng hết. Thì mình trước khi lớp về mình gửi các bạn thông điệp một câu là hãy không có liều mình, hãy bảo vệ an toàn, hãy luôn luôn an toàn. Mình suy nghĩ cái phương án an toàn không được thì ở lại Sài Gòn mướn khách sạn ngủ, không có được ẩu, mà luôn xử lý cái an toàn. Thì cái lúc mà ra cái lớp ra về bút xe thì ai cũng bút xe. Các bạn đổi xe máy, các bạn bỏ xe máy lại tại trong cái tòa nhà, rồi các bạn chuyển sang tìm bút taxi đi. Nhưng mà các bạn bút hoài bút không được, không ai bút được xe hết. Mình không hiểu sao một mình bút được. Mình không hiểu sao. Thì có một mình bút được cái xe. Và trong đó có ba bạn nữa, cộng với mình nữa là bốn người đi chung xe với mình về. Về nhà mình rồi sao các bạn cùng xe đó đi. Và có những cái bạn, có một bạn nữ kia ra tới Hàng Xanh xe ngập nước luôn. Rồi bạn đi tìm khách sạn, bạn ở, sáng hôm sau bạn mơ về. Bạn nữ đó ở Bình Dương á. Có hai vợ chồng kia cũng vậy. Có hai vợ chồng kia ở Túc Ngoài Tân Phú á, cũng về. Và bạn kia khách sạn không còn chỗ ngủ luôn. Quá dữ luôn. Ok chưa? Và có bạn, hai vợ chồng của bạn ở ngoài Tân Phú đó, như thế nào hai bạn đó về và tìm con đường này con đường kia. Hai bạn không có liều mình, bạn thấy con đường này ok, chẳng thà đi xa hơn một chút mà nó an toàn, chứ các bạn không có liều mình đó. Tức là ý ở đây á, mình rất là vui khi các bạn báo với mình là các bạn đã biết tính toán tới cái sự khôn ngoan, bảo vệ chính mình, và luôn điềm tĩnh, luôn biết cách xử lý ngay trong thời điểm khó khăn nhất. Dĩ nhiên ý ở đây mình nói với bạn là không ai trong chúng ta có cái cuộc sống hoàn hảo cả. Ok, đời luôn không công bằng mà, đời luôn luôn có những cái nghịch cảnh, đời luôn mang cho chúng ta những cái rất là điều bất ngờ. Ok, nhưng mà cái cách chúng ta xử lý đến cái những nghịch cảnh đó, cái cách chúng ta đối mặt với những nghịch cảnh đó, nó thể hiện bản chất con người của chúng ta. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Nó bản chất. Cái ý ở đây mình muốn nói nó như vậy á. Các bạn nhận ra điều này chưa? Các bạn nên nhớ rằng là chúng ta đang sống như vậy nó rất là tuyệt vời. Dù mưa bão như thế nào, dù mưa bão như thế nào, dù khó khăn như thế nào, chúng ta vẫn rất là tuyệt vời. Vì sao tuyệt vời à? Các bạn biết ngay cái giây phút này, các bạn như ngày hôm qua mưa bão á, các bạn thấy ngày hôm qua mưa bão á, chúng ta chỉ lội nước một chút xíu thôi, chúng ta chỉ bị nước kẹt một chút xíu thôi. Các bạn thấy ngày hôm qua mưa bão mà có một cái cây nó ngã và có một người mất, các bạn thấy không? Và cũng ngay giây phút này, nếu các bạn chịu khó
các bạn chịu cảm nghiệm một chút xíu, thì cũng rất là nhiều người họ đang nằm trong cái bệnh viện và họ đang đối diện với những cái căn bệnh nó rất là ngặt nghèo. Và cũng ngay cái giây phút này, bạn Thảo thì nói là em ngồi cà phê chờ bớt xuống rồi em mới về, tuyệt vời. Và cũng như giây phút này, các bạn sẽ chứng kiến có những người mẹ, có những người bố đang như thế nào họ đang là khóc thương, họ không có chịu nổi bởi vì đứa con của mình nó bệnh, hoặc là đứa con của mình nó mới vừa lại rồi. Ý ở đây mình muốn nói vậy, đó là những cái trải nghiệm mà một cái trải nghiệm nó rất là đau thương mà không ai có thể chịu nổi. Nhưng chúng ta đã là con người sống trên đời này thì chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận vượt qua toàn bộ những cái nghịch cảnh đó. Các bạn đồng ý ra điều này không? Ai muốn điều đó nó xảy ra, nhưng con người chúng ta ở trên đời này rồi, trước sau gì chúng ta phải chứng kiến những cái nghịch cảnh đó. Cái cuộc sống của chúng ta có được ngày hôm nay, cái tuyệt vời ngày nay, dù dĩ nhiên về phát triển thì bạn còn phải phát triển nữa, bạn còn phải lớn lên nữa, bạn còn phải làm việc nhiều nữa, nhưng mà chúng ta phải cảm ơn rằng là cái cuộc sống của ngày chúng ta ngày hôm nay nó còn tốt và nó tuyệt vời hơn bao nhiêu con người nữa. Cuộc sống là sự lựa chọn mà. Khi một hoàn cảnh đến với ta, chúng ta có thể lựa chọn cái sự mạnh mẽ, cái sự học hỏi, cái sự vượt lên. Còn nếu không thì chúng ta lựa chọn cái sự đổ vỡ. Chúng ta có quyền lựa chọn là vấp ngã để đứng dậy, nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn là vấp ngã để đi luôn. Và những người nào mà họ vượt lên từ những nghịch cảnh đó, họ luôn là những người dẫn đầu. Và những người nào té ngã thì bạn trở thành gì? Bạn trở thành những cái viên đá lót đường cho những người khác đi tiếp thôi. Họ đi tiếp thôi, vì họ cũng có một cuộc đời để sống và ta cũng có một cuộc đời để sống. Họ cũng có 70 năm trên đời này và bạn cũng có 70 năm ở trên đời này. Bạn hình dung ra điều này chưa? Cái đó là điều chắc chắn. Nên là dù trong cái nghịch cảnh, dù trong khó khăn này, chúng ta vẫn phải cố gắng, chúng ta bước lên, chúng ta tiến về phía trước, chúng ta vẫn cứ luôn là thiệp. Chúng ta vẫn luôn là người mạnh mẽ để chúng ta trở thành người dẫn đầu. Còn nếu không, chúng ta trở thành cái kẻ theo đuôi, trở thành người theo đuôi của những cái kẻ khác. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và những người nào mà vượt lên nghịch cảnh là họ luyện cho họ một cái tinh thần, một cái năng lượng, một cái tâm hồn nó rất là đẹp. Và ok chưa? Và chắc chắn cái cuộc sống của những con người đó nó rất là kỳ diệu. Nó có những cái điều kỳ diệu nó xuất hiện trong cái con người của họ. Và cái cuộc sống của những con người đó nó sẽ gì nó sẽ làm cho rất là nhiều người tự hào, bởi vì họ có một cuộc đời đáng sống, chứ không phải là cái cuộc đời tệ hại được. Nó có một chút xíu là đã rên rỉ, là than thở rồi. Vậy thì bây giờ mình muốn kể những câu chuyện này ra, muốn nói điều này để các bạn nhìn thấy ra một cái thực tế rằng là chúng ta hãy trân trọng và quý những gì chúng ta đang có. Hãy tiến về phía trước, hãy cảm ơn những nghịch cảnh đến với cuộc đời của chúng ta. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta phải luôn là thiệt. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta phải luôn tử tế. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta phải ráng cố gắng hoàn thiện bản thân mình để trở nên mạnh mẽ và trở nên những người dẫn đầu. Bởi vì cuộc sống này chúng ta đáng sống. Chúng ta sinh ra trên đời này để chúng ta làm cho vũ trụ nó tốt đẹp ra, làm cho vũ trụ ta nó phong phú ra, làm vũ trụ chúng ta nó có nhiều cái điều kỳ diệu hơn, nhiều yêu thương hơn. Chứ không phải chúng ta sinh ra trên đời này để chúng ta trách móc, để chúng ta rên rỉ, để chúng ta than thở. Mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp mạnh mẽ buổi tối hôm nay, nó là như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem cái chương trình livestream của mình. Bạn nào mà muốn học cái lớp làm chủ doanh nghiệp qua online thì các bạn comment xuống mình. Các bạn nào muốn học cái lớp kinh doanh ngày Tết thì cũng phải comment xuống cho mình để mình biết. Thứ năm tuần này thì mình có cái lớp chia sẻ miễn phí về cái cách làm kinh doanh, thì các bạn nào đăng ký thì các bạn học.
Các bạn nhớ đăng ký cái Facebook của mình và cái YouTube của mình để những lần mình ra stream thì nó bật lên để các bạn thấy. Các bạn nào mua sách thì cũng comment số điện thoại xuống để các bạn giao sách đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn xem live stream buổi tối hôm nay, và tối mai mình cũng tranh thủ về sớm để mình live stream cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn buổi tối ngủ thật ngon. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau.